Đây là cái video hướng dẫn trade coin phần 10, và trong video này thì mình sẽ nói về trendline. Thì nội dung video này thì mình sẽ nói về đường trendline là gì và cách để mà sử dụng trendline để mình trade coin như thế nào. Đầu tiên là phần 1, đó là trendline là gì. Trendline hay còn gọi là đường xu hướng là những cái đường mà trader họ sẽ vẽ ra trên biểu đồ giá nhằm để xác định xu hướng chính của thị trường và từ đó mà tìm kiếm những cơ hội để mà giao dịch. Thì trên thị trường thì mình sẽ thấy nó có ba dạng xu hướng chính. Một là xu hướng tăng hay còn gọi nó là uptrend, xu hướng thứ hai là xu hướng giảm hay còn gọi là downtrend, và xu hướng thứ ba là giá nó sẽ đi sideways, tức là nó sẽ đi ngang. Và đây là một cái hình minh họa để làm hình dung về các cái xu hướng của thị trường này. Đầu tiên là uptrend. Uptrend thì mình sẽ nhận biết nó dựa trên các đỉnh và đáy của giá. Thì trong thị trường uptrend thì mình thấy những cái đỉnh sau, giá tạo những cái đỉnh sau, đây là những cái đỉnh sau, nó sẽ cao hơn những cái đỉnh của phía trước. Đây là những cái đỉnh sau, cao hơn những đỉnh phía trước. Và tương tự là cái phần đáy thì những cái đáy sau nó sẽ cao hơn những cái đáy phía trước. Đây là đáy sau, nó sẽ cao hơn cái đáy này và nó cao hơn cái đáy này. Đó. Tiếp theo là phần downtrend. Downtrend thì nó ngược lại, thì downtrend thì giá nó sẽ tạo những cái đỉnh. Đây là những cái đỉnh sau, đây là đỉnh sau, nó sẽ thấp hơn những đỉnh ở phía trước. Đây đỉnh phía sau, đỉnh thứ ba này nó sẽ thấp hơn cái đỉnh thứ hai và nó sẽ thấp hơn cái đỉnh đầu tiên. Tương tự như cái phần đáy thì mình thấy giá tạo những cái đáy sau, đây là cái đáy thứ hai, nó sẽ thấp hơn cái đáy thứ nhất, và đáy thứ ba nó sẽ thấp hơn cái đáy thứ hai và thấp hơn cái đáy thứ nhất. Còn thị trường nó đi ngang, đi sideways thì mình thấy giá nó tạo những cái đỉnh và đáy nó lộn xộn, nó cứ tăng giảm như thế này. Và mình thường thấy khi mà giá nó đi sideways thì nó sẽ chạy trong một khoảng hình chữ nhật. Đó, nó chạy trong cái khoảng này, nó lên đây thì nó bật xuống lại, nó lên đây thì nó sẽ bật xuống lại. Đó, nó có tạo trong một cái giá trong một khung hình chữ nhật như vậy. Đó. Thì đây mình có đường trendline trong một xu hướng tăng thì trendline nó sẽ là đường nối những cái đáy đảo chiều lại với nhau, và trong một xu hướng giảm thì trendline sẽ là đường nối của những cái đỉnh đảo chiều lại với nhau. Ở đây thì mình sẽ có ví dụ để anh em hình dung về cái đường trendline này. Ở đây anh em thấy là thị trường đang ở trong một xu hướng tăng, khi mà giá nó tăng lên đây, giảm xuống lại, tăng lên thì thứ nhất là mình thấy cái đỉnh phía sau này nó sẽ cao hơn cái đỉnh phía trước. Đây, đỉnh phía sau là cao hơn đỉnh phía trước, thì mình thấy ở đây đây là một cái thị trường xu hướng tăng. Thì trong xu hướng tăng thì trendline nó sẽ là cái đường nối của những cái đáy đảo chiều lại. Đây, mình sẽ nối những cái đáy đảo chiều lại với nhau, mình tạo thành một cái đường trendline trong xu hướng tăng. Ngược lại thì mình có trendline trong xu hướng giảm, thì ở đây là giá nó tạo những cái đỉnh sau nó thấp hơn những cái đỉnh phía trước và cái đáy sau nó cũng thấp hơn những cái đáy phía trước, thì mình có đây là một cái trend giảm. Trong trend giảm thì mình có trendline thì mình sẽ nối những cái đỉnh lại với nhau. Đây, những cái đỉnh này mình nối lại, nó tạo thành cái đường trendline màu vàng này. Phần thứ hai là mình nói về cách để mà vẽ một đường trendline. Thì trong xu hướng tăng thì mình vẽ trendline bằng cách mình sẽ nối lại các đáy lại với nhau. Tiếp theo là trong một xu hướng giảm thì trendline thì mình sẽ nối các đỉnh nó lại với nhau. Đây là mình sẽ lấy cái ví dụ này. Và trong cái biểu đồ này thì anh em thấy cái khúc này này. Đây, cái khúc giá nó đi lên như thế này. Thì mình nhìn bằng mắt thường thôi thì mình cũng đã thấy được là giá nó đang uptrend, nó đang đi lên. Thì cái cách vẽ của mình ở đây là mình cũng sẽ đánh dấu những cái đáy lại và mình sẽ đánh dấu những cái đỉnh lại. Đây, những cái đáy thì mình sẽ đánh dấu cái mũi tên màu xanh, những cái đỉnh thì mình sẽ đánh dấu mũi tên màu đỏ. Thì mình thấy đây là những cái đáy sau này nó cao hơn cái đáy phía trước, thì mình thấy đây là thị trường đang uptrend. Uptrend thì mình sẽ nối các cái đáy lại với nhau. Đây, mình nối các cái đáy lại với nhau, nó sẽ tạo thành cái đường trendline màu vàng này. Rồi ở đây trong một cái ví dụ khác thì mình thấy thị trường đang downtrend, thì mình sẽ đầu tiên, cái bước đầu tiên hết là mình sẽ đánh dấu các đỉnh lại với nhau. Nếu anh em nào mà mới á, thì mình sẽ đánh dấu kiểu như thế này để mình nhìn cho nó dễ. Thì mình thấy ở đây là mình có những cái đỉnh đỉnh sau nó sẽ thấp hơn những cái đỉnh trước và cái đáy sau nó cũng sẽ thấp hơn những cái đáy trước. Thì mình thấy đây là thị trường nó đang downtrend và đang giảm. Và mình nhìn bằng mắt thường thì mình cũng sẽ thấy được là những cái đỉnh này nó đang thấp hơn. Đó. Thì trong trường hợp này thị trường downtrend thì mình sẽ nối các đỉnh lại với nhau, nó sẽ tạo thành một cái đường trendline. Đây, cái đường màu vàng này mình sẽ nối ba đỉnh này lại. Đó, thì đó là cái cách để mà vẽ một cái đường trendline trong một xu hướng tăng hoặc là xu hướng giảm. Ở đây thì có một câu hỏi là nhiều anh em thắc mắc, khi mà mình vẽ trendline thì mình sẽ vẽ đi qua cái phần nào của nến, đi qua thân nến hay là đi qua bóng nến. Thì ở đây mình có cái quy tắc là khi mà mình vẽ trendline thì mình vẽ làm sao đó để có nhiều điểm chạm nhất có thể. Rồi, ở đây là một cái ví dụ để mà mình hướng dẫn anh em cách để mà vẽ trendline. Thì ở đây là
Đầu tiên là mình sẽ đánh dấu lại những cái đáy của nó. Đây, mình đánh dấu lại những cái đáy như thế này. Thì khi mình nhìn vào đây thì mình thấy được là thị trường nó đang uptrend, vì tại vì những cái đáy ở phía sau giá nó đi cao hơn những cái đáy ở phía trước. Đây. Thì ở đây thì mình sẽ vẽ cái đường trendline là trong một xu hướng tăng, thì mình sẽ vẽ trendline bằng cách nối các cái đáy đảo chiều lại với nhau. Đây, như thế này. Thì ở đây là mình sẽ điều chỉnh nó sau, mình cứ vẽ như thế này đã. Thì ở đây là anh em thấy là theo quy tắc mà mình nói lúc trước thì là mình sẽ vẽ trendline làm sao để mình đường trendline nó sẽ chạm vào nhiều nhất, vào những cái vùng giá này, nó chạm vào những cái vùng đáy này, nó có nhiều cái điểm chạm nhất. Thì đây anh em thấy là mình sẽ điều chỉnh lại cái vùng trendline, cái đường trendline của mình như thế này. Đây, mình điều chỉnh lại, thứ nhất là giá nó sẽ chạm vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đấy, nó chạm được 5 cái đỉnh. Đó. Còn nếu như mình vẽ theo kiểu là mình sẽ vẽ qua cái bóng nến á. Đây, kiểu của nó như thế này đi. Đây, mình vẽ như thế này. Thì nó cũng sẽ chạm vào đây, chạm vào đây, chạm vào đây, nhưng mà nó thiếu cái vùng đáy này. Đây là thiếu cái vùng đáy này. Đó, thì mình sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp, tức là nó sẽ làm sao đó để nó có nhiều cái điểm chạm nhất có thể. Rồi ở đây là một cái ví dụ khác. Thì ở đây trong cái thị trường này thì anh em thấy là đây đỉnh của nó này, mình cứ đánh dấu lại những cái đỉnh thì mình sẽ thấy được là thị trường ngay lúc này nó đang downtrend, nó đang giảm. Những cái đỉnh ở phía sau này nó thấp hơn những cái đỉnh ở phía trước, thì mình thấy ở đây là đang downtrend, đang giảm. Thì trong một cái xu hướng giảm thì mình sẽ vẽ là giá nó sẽ đi qua những cái đỉnh đó, nó sẽ đi qua đỉnh. Thì đây thì mình sẽ điều chỉnh lại, ví dụ như là mình điều chỉnh nó như thế này làm sao đó để đi qua được nhiều đỉnh nhất có thể, nó đi sẽ đi qua được bốn đỉnh này. Đây thì mình sẽ điều chỉnh nó như thế này. Rồi thì đây thì mình sẽ thấy là nó là chạm đỉnh này, chạm đỉnh này, chạm đỉnh này, chạm đỉnh này này. Đó. Thì đó là cách vẽ trendline. Đó, thì mình nhắc lại là khi mà vẽ trendline thì nếu như mà mình đã quen thuộc rồi thì mình sẽ vẽ luôn, còn nếu không thì anh em có thể đánh dấu lại những cái đỉnh và những cái đáy đảo chiều lại với nhau. Và mình đánh dấu những cái đỉnh, những đáy lại. Sau đó thì mình sẽ vẽ đường trendline tùy thuộc vào xu hướng tăng đó, thì mình sẽ vẽ trendline bằng cách là mình nối cả cái đáy đảo chiều lại với nhau. Và trong trendline giảm thì mình sẽ vẽ đường trend là đi qua những cái đỉnh đảo chiều. Đó, và mình nhớ là vẽ trendline làm sao đó để mà đường trend nó đi qua được nhiều đỉnh với nhiều đáy nhất có thể. Đó, nó chạm được qua nhiều đỉnh nhiều đáy nhất có thể. Thì đó là quy tắc vẽ của mình. Phần thứ ba thì mình sẽ nói về giao dịch trade coin về đường trendline. Ở đây thì mình sẽ có hai cách để mà giao dịch về trendline. Cách đầu tiên là mình sẽ giao dịch thuần theo xu hướng của thị trường. Đó, tức mình sẽ giao dịch thuần trend. Cách thứ hai là mình sẽ giao dịch khi mà giá nó phá vỡ đường trendline. Đầu tiên là mình sẽ nói về giao dịch thuần xu hướng, thuần trend. Thuần trend thì mình sẽ giao dịch làm sao đó để mà mình nương theo cái xu hướng chính. Đó, mình vào lệnh thuần theo cái xu hướng chính của thị trường. Đó. Ví dụ như trong một xu hướng tăng thì mình sẽ tìm cái cơ hội để mà mình mua vào thôi. Còn trong xu hướng giảm thì mình sẽ tìm cái cơ hội để mà mình bán ra. Thì đó là giao dịch theo xu hướng. Và trong cái cách này thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng hai đường trend, một đường là trend lớn và một đường trend nhỏ. Thì trend lớn sẽ là cái trend thuần của thị trường, và trend nhỏ mình sẽ dùng nó để mà mình giao dịch phá vỡ. Rồi, thì mình sẽ tới cái ví dụ đầu tiên về cái giao dịch thuần trend. Ở trong này thì anh em thấy là giá nó tạo những cái đáy sau, nó cao hơn những cái đáy phía trước. Thì mình sẽ thấy được đây là cái thị trường uptrend. Uptrend thì mình sẽ vẽ trendline bằng cách mình nối cả cái đáy lại với nhau. Sau đó là mình sẽ điều chỉnh lại để cho giá nó đi qua được nhiều đáy nhất, nó chạm nhiều đáy nhất. Đây là mình sẽ rồi thì mình sẽ vẽ trendline như thế này. Đó, mình điều chỉnh lại. Rồi sau đó thì giả sử như khi mà giá nó chạm tới đây lần thứ ba này, đó nó chạm tới cái đáy này, thì cách giao dịch của mình ở đây là mình sẽ chờ cho giá nó phá qua cái trend nhỏ ở đây. Đó, nó phá qua cái vùng này, trend nhỏ thì mình sẽ để cái này chậm chậm này. Đó, rồi ở đây là khi anh em thấy giá nó phá qua cái trend nhỏ bằng cái nền xanh thứ hai này, đó nó nằm ở phía trên, thì mình có thể vào ngay một cái lệnh mua ở đây. Đó, thị trường nó đang ở trong một xu hướng tăng thì mình sẽ giao dịch thuần trend, tức là mình sẽ tìm cơ hội để mình mua vào. Mình sẽ vào một cái lệnh ở đây. Đó, khi mà giá nó phá qua cái trend nhỏ. Mình tới cái ví dụ thứ hai về cách giao dịch thuần trend. Thì đây mình thấy trên cái biểu đồ này thì mình thấy giá nó tạo những cái đỉnh sau thấp hơn. Thì mình sẽ vẽ ra được một cái đường trend như thế này.
Sau đó thì mình điều chỉnh nó lại để nó đi qua nhiều cái đỉnh nhất. Đây, đường trend mình vẽ như thế này. Rồi, ở đây là mình giả sử khi mà giá nó chạm tới lần thứ ba, đó khi mà giá nó chạm tới cái nền màu xanh này, nó xuất hiện cái nền màu xanh này là giá nó đã chạm vào trend line. Thì mình sẽ tìm cái cách để mà mình giao dịch thuận xu hướng. Ở đây xu hướng giảm thì mình sẽ tìm cách mình bán ra khi mà giá nó tới cục này. Thì cái tín hiệu của mình ở đây là mình sẽ vẽ một cái trend nhỏ như thế này. Đây, mình vẽ trên nhỏ và mình sẽ chờ cho giá nó phá qua trên nhỏ này để mà mình vào lệnh. Thì khi mình em thấy kênh màu đỏ này đó, thì khi mình đã đọc đến màu đỏ đây thì mình có thể vào lệnh rồi đó, tức là giá nó đã phá qua trên nhỏ rồi. Thì để mà chắc chắn hơn thì mình sẽ vào lệnh khi mà giá nó phá qua đây, đây khúc này đó, mình sẽ vào một cái lệnh bán ra ở đây thì mình sẽ ăn được một khúc ở phía dưới này đó. Tiếp theo, cách thứ hai trong giao dịch thuận xu hướng thì mình có thể sử dụng những cái vùng hỗ trợ kháng cự và mình kết hợp thêm những khung thời gian nhỏ hơn để mà mình vào lệnh. Rồi, thì mình tới với cái ví dụ đầu tiên. Thì ở đây là mình sẽ thấy là thị trường nó sẽ tạo những cái đáy sau nó cao hơn những cái đáy trước. Thì mình thấy đây là thị trường đang trend line, đang đang trong một xu hướng tăng. Một xu hướng tăng thì mình sẽ vẽ đường trend đi qua cả cái đáy. Mình sẽ điều chỉnh nó lại. Rồi, thì đây là cái trend line của mình. Thì về cách giao dịch này thì mình sẽ giao dịch thuận trend bằng cách là mình kết hợp trend line với những cái vùng hỗ trợ kháng cự của giá. Thì giả sử đây là mình thấy là khi mà giá nó tới vùng này, đây giá tới vùng này thì mình thấy đây nó sẽ là sự kết hợp của trend line đó và những cái vùng hỗ trợ cũ của giá, những cái vùng hỗ trợ kháng cự cũ của giá. Đây cái vùng một tím này này đó, đây khi mà giá nó chạm tới đây thì mình sẽ tìm cái cơ hội để mình mua vào. Thì cách giao dịch của mình là mình sẽ mở cả đây mình sẽ mở cả khung thời gian nhỏ hơn. Đây cái khung này thì đây là một khung 1 giờ, khung nhỏ hơn. Thì đầu tiên khi mà giá nó chạm tới vùng này này đó, thì mình sẽ thứ nhất là mình sẽ có gần ba sự kết hợp. Cái thứ nhất là giá nó sẽ đi vào cái vùng hỗ trợ, cái thứ hai nữa là giá nó chạm trend, và cái thứ ba nữa là mình thấy nó sẽ có một cái mô hình nền ở đây. Đây cái mô hình này này, đây cái mô hình nền sao mai đó, thì đây là một cái dạng mô hình nền đảo chiều, là mình đây mình sẽ có một cái cơ hội để mình vào lệnh ở cái khúc này này đó. Khi mà nó hình thành lên cái mô hình nền đảo chiều thì mình sẽ vào lệnh ở cái khúc này, mình vào lệnh mua ở đây đó. Thì mình thấy từ đây giá nó sẽ tăng lên này. Đó, thì cách giao dịch này là mình sẽ kết hợp càng nhiều cái yếu tố càng tốt đó. Ở đây là mình sẽ kết hợp ba cái yếu tố, thứ nhất là giá nó chạm trend line, cái thứ hai là giá nó tới cái vùng hỗ trợ, cái thứ ba là mình sẽ kết hợp các cái mô hình nền đảo chiều đó. Mình kết hợp càng nhiều cái yếu tố thì nó sẽ cho mình cái cơ hội vào lệnh có xác suất chiến thắng nó cao hơn. Rồi, ở đây thì mình sẽ tới cái ví dụ thứ hai. Ở đây là mình thấy thị trường nó tạo những cái đỉnh sau, những cái đỉnh sau nó thấp hơn những cái đỉnh trước. Thì mình thấy đây là một cái xu hướng giảm, thì mình sẽ vẽ trend line bằng cách nối các đường line với nhau. Sau đó mình điều chỉnh lại một chút thì mình sẽ có cái đường trend như thế này. Rồi, đó. Thì mình giả sử khi mà giá nó chạm tới cái vùng này, đó, giá nó chạm thì đường trend và cái nền màu xanh này này, đó, thì mình sẽ tìm cơ hội để mình giao dịch thuận trend. Và mình để ý thấy cái vùng này này, là mình sẽ có ở đây, nó sẽ là một cái vùng hỗ trợ kháng cự của giá như thế này. Đây. Thì đây mình thấy giá nó hỗ trợ này, hỗ trợ của giá, đây là vùng hỗ trợ của giá này đó. Khi mà giá nó phá qua thì anh em còn nhớ là cái tính chất của hỗ trợ kháng cự là khi giá nó phá qua một cái vùng hỗ trợ thì khi mà giá nó gặp lại vùng đó thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự đó. Thì đó là cái tính chất của cái đường của cái vùng hỗ trợ kháng cự. Thì mình sẽ kết hợp lại hai cái yếu tố này, cái thứ nhất là khi mà giá chạm trend line ở đây, và cả thứ hai giá nó gặp những cái vùng hỗ trợ kháng cự cũ đó. Thì mình sẽ kết hợp là hai cái tín hiệu này để mà mình vào lệnh. Thì cái cách của mình cũng sẽ là mở cái biểu đồ khung nhỏ hơn. Rồi, thì đây là anh em thấy ở trên ngày khung 1 giờ thì mình sẽ nhìn rõ hơn là khi mà giá nó chạm tới cái vùng này đó, khi nó phá qua cái vùng giá nó phá qua cái vùng kháng cự này đó mà giá nó giảm xuống, thì mình thấy sau khi cái nền màu đỏ dài này đó nó hình thành thì anh em có thể vào một cái lệnh bán ở đây đó. Thì mình sẽ thấy là nó sẽ bắt đầu giảm xuống từ khúc này, nó giảm xuống ở đây đó.
Mình tới về cách giao dịch thứ hai, đó chính là mình sẽ giao dịch phá vỡ trendline. Thì ở đây anh em biết được là khi thị trường đang ở trong một xu hướng tăng mà giá nó phá qua cái đường trend tăng đó thì thị trường nó sắp sửa hình thành một xu hướng giảm. Đó, thì đây là một cái dấu hiệu để mình biết được là khi mà giá nó phá qua đường trend tăng thì mình sẽ vào ngay một lệnh bán. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, khi mà giá nó phá qua cái đường trend thì mình biết được là thị trường nó sắp hình thành một cái xu hướng tăng rồi. Và đây là một cái dấu hiệu tốt để mình vào một lệnh mua. Đó. Và cái cách mà mình thực hiện ở đây đó chính là khi mà mình thấy được những cái dấu hiệu của sự mất đà của giá thì đó là một cái dấu hiệu tốt để khi mà giá nó phá vỡ trend thì mình biết được là thị trường nó sắp sửa đảo trend. Và cái tín hiệu mất đà này thì trong một thị trường một xu hướng tăng thì khi mà giá nó tạo cái đỉnh sau mà nó thấp hơn cái đỉnh phía trước đó thì đây là một cái dấu hiệu. Hoặc là trong một xu hướng giảm khi mà giá nó tạo những cái đáy sau mà nó lại cao hơn những cái đáy ở phía trước thì mình để biết được đây cũng là một cái dấu hiệu của sự mất đà của giá. Thì mình sẽ lấy hai cái ví dụ sau đây. Rồi thì anh em thấy ở trên cái ví dụ này, mình đầu tiên là mình sẽ thấy được là thị trường nó đang uptrend ở cái vùng này khi mà nó tạo những cái đỉnh sau nó cao hơn những cái đỉnh trước và những cái đáy sau nó cao hơn những cái đáy trước. Đây thì mình sẽ vẽ được một cái đường trend như thế này, điều chỉnh lại đó. Rồi thì như anh em thấy này, là đây từ cái đỉnh này lên cái đỉnh này là giá nó đang tăng khi mà đỉnh thứ hai nó lại cao hơn cái đỉnh phía trước đó. Nhưng mà sang cái đỉnh thứ ba thì nó đã thấp hơn đó, nó thấp hơn cái đỉnh phía trước mà giảm xuống. Thì ở đây là mình thấy được là giá nó đang có cái dấu hiệu mất đà khi mà nó đã phá vỡ cái cấu trúc của một cái trend tăng đó, của một cái xu hướng tăng đó. Thì đây là một cái dấu hiệu để cho mình biết được là giá nó đã mất đà rồi và khi mà giá nó đã phá qua trend đó. Ví dụ như cái nến màu đỏ dài này nó xuất hiện ở đây và nó phá qua cái đường trend màu vàng này thì mình đây là một cái dấu hiệu tốt để mình vào lần nữa cái vùng này đó. Mình có thể đây là một cái dấu hiệu để mình bán ra cái khúc này đó. Đây thì anh em thấy sau khi mà giá nó phá qua trend đó, giá nó phá qua trend tăng thì giá nó sẽ hình thành cái xu hướng giảm đó. Thì cái dấu hiệu anh em phải lưu ý là mình sẽ thấy được cái sự mất đà của giá khi mà giá nó tạo thành những cái đỉnh sau nó lại thấp hơn những cái đỉnh trước trong một xu hướng tăng đó. Rồi thì đây là mình sẽ có một cái ví dụ khác. Ở đây là thị trường mình sẽ đánh dấu những cái đáy lại đây, thì mình thấy là giá nó tạo những cái đáy sau cao hơn và những cái đỉnh trước cũng cao hơn những cái đỉnh sau, những cái đáy sau cao hơn những cái đáy trước và những cái đỉnh sau nó cao hơn những cái đỉnh trước, thì mình sẽ có một cái xu hướng uptrend, thị trường đang trong xu hướng uptrend. Đây mình sẽ vẽ đường trend như thế này đó. Đầu tiên là mình thấy là giá nó tạo những cái đỉnh sau cao hơn đó, giá tạo đỉnh sau cao hơn nhưng mà đến khi nó tạo đỉnh thứ tư này này, đỉnh đây thì mình thấy là giá nó đã tạo cái đỉnh sau thấp hơn. Thì đây là một cái sự mất đà của giá đó, nó đã phá vỡ cái cấu trúc của một cái xu hướng tăng. Thì khi mà giá nó phá vỡ qua cái đường trend này này ở khúc này đó thì mình sẽ có một cơ hội rất tốt để mà mình vào lệnh bán ở đây đó. Ở đây trong trường hợp mà ví dụ như mình đặt một lệnh bán ở khúc này này đó thì có được không? Thì theo mình là mình sẽ chờ thêm, tại vì khi mà giá nó chỉ tạo tới cái đỉnh ở phía này thôi, giá tạo đỉnh thứ tư này này thì mình vẫn chưa thấy cái sự mất đà của giá đó. Thì đây chưa là một cái tín hiệu tốt để mình vào lệnh ở khúc này và mình chờ khi mà giá nó hồi lên trở lại sau đó nó tạo đỉnh thấp hơn này, này đó thì mình sẽ thấy được đây là một cái sự mất đà rồi. Thì khi giá nó phá qua thì mình nên vào lệnh ở đây đó thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái ví dụ khác là ở đây trong một cái xu hướng giảm mình thấy giá nó tạo cả cái đáy sau thấp hơn cả cái đáy trước. Thì ở đây là mình có thể vẽ một cái đường trend line như thế này. Rồi mình sẽ điều chỉnh là một chút. Đây. Rồi thì mình có cái đường trend line này và anh em thấy ở đây giá nó tạo những cái đáy sau. Đây là những cái đáy sau. Đáy này nó sẽ thấp hơn cái đáy trước. Đây thì anh em có thể thấy từ đây xuống đây nó thấp hơn, đây đến đây nó cũng thấp hơn, đây đến đây nó tiếp tục nó tạo những cái đáy thấp, nhưng sau đó thì anh em thấy từ cái đáy này đến cái đáy này thì giá nó đã tăng lên đó. Cái đáy này
nó sẽ cao hơn cái đáy trước đó. Thì đây là một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu để cho mình biết được là cái đà của giá nó đã giảm đi rồi. Đó, thì cái đà bán của nó đã giảm và nó sắp sửa hình thành một cái đà tăng. Thì anh em thấy khi mà giá nó phá qua ở cái tại khúc này này, tại khúc này, khi mà giá nó phá qua cái trend line này, nó tạo thành cái nền ở đây. Đó, thì đây là một cái dấu hiệu để cho mình vào lần này, mình có thể vào một lần mua ở khúc này. Đó, mình vào lần mua ở đây thì anh em thấy là sau khi mà giá nó phá thì giá nó tăng lên. Đó rồi, thì mình hy vọng là qua cái video ngày hôm nay thì anh em đã biết được về trend line là gì và cách để mà mình trade coin về trend line như thế nào. Thì một cái lưu ý của mình là anh em khi mà mình sử dụng trend line thì mình nên kết hợp nó với các cái công cụ khác cũng như là các cái chỉ báo kỹ thuật khác để mình từ đó mình tìm càng nhiều tín hiệu, và khi mình có càng nhiều tín hiệu thì mình sẽ tăng được cái tỷ, tăng được cái khả năng khi mình vào lệnh thì nó sẽ dẫn tới cái xác suất chiến thắng nó cao hơn. Rồi thì nếu anh em thấy cái video này hữu ích thì cho mình một like, một sub để ủng hộ kênh, và hẹn gặp lại anh em trong những cái video phần tiếp theo.